Khổ quá rớt thế. Làm im hả cô? Quần từ sớm giờ chưa thấy có cách giải quyết luôn. Lòng kinh thiệt á, không nạn nó mà nó cũng nghiến nè. Cái game để tiền mua đi phạm để tiền thì mua đúng rồi để cho người khác.
Nhiều quá xíu không? Cái đeo cho nghỉ 3 phút. Còn một cái nữa không? À, cho nó nghỉ cho nó không nổi nó nhớ kinh quá. Nhớ thở lòng đi.